Này mình phun áo xám xi măng nha nè. Này sẽ ấp áo xám xi măng vào. Cái lông con này rất là hợp với sắt xi măng luôn. Quá đẹp. Vô một lần ngọt là không có gỡ ra được nha. Hết sảy luôn. Sau khi ốp lên xong á anh em, cái này thì dạ. Tem thì tùy theo thích mọi người nha. Tem tiện chứ đâu. Thì phun tem này. Không nổi dữ nhưng mà rất là đẹp. Nào này hiện tại đang rất là mới trên thị trường nha. Quá đẹp luôn nha. Rất là thịnh hành luôn. Màu này liền với cái cản luôn. Cái này anh em nào có cần mấy cái màu như vậy cứ alo liên hệ mình nha. Đây rất là ok luôn nha anh em. Nên có cần mấy cái đồ này cứ alo liên hệ mình nha anh em, có đam mê gì hay thì với đăng ký kênh để ủng hộ nha anh em. Chào tất cả.
down to the ground. You're dragging me, it's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain, it sets me free. It's wrong, I can't think right. You cut me down.